Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại biển hồ Tiberia, Đức Giêsu phục sinh hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không?" Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật, thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: "Hãy theo thầy." Anh chị em thân mến, Thánh Gioan vừa tường thuật lại cho chúng ta cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu phục sinh và Phêrô trong lần hiện ra với các môn đệ tại biển hồ Tiberia. Và đây là lần thứ ba Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ của mình sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Trước hết, cho cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Phêrô, trước khi Chúa Giêsu bước vào trong cuộc khổ nạn và vinh quang, thì lúc ấy Phêrô khẳng định với thầy mình sẵn sàng hy sinh mạng sống vì người. Như Đức Giêsu đã tiên báo trước, Phêrô sẽ chối người ba lần và sự việc đã xảy ra như thế. Còn bây giờ, trong cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Phêrô trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, thì Chúa Giêsu hỏi ông Phêrô đến ba lần: "Anh có yêu mến thầy không?" Để rồi sau đó Chúa Giêsu trao phó nhiệm vụ mục tử và chăn dắt đoàn chiên của Ngài cho Phêrô. Bởi Thiên Chúa là tình yêu, một tình yêu không giới hạn, không dè dữ, một tình yêu trọn vẹn, một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu vô điều kiện. Cho nên lần thứ nhất Chúa Giêsu hỏi Phêrô: "Anh có yêu mến thầy bằng tình yêu trọn vẹn, không điều kiện không?" Và câu trả lời của Phêrô: "Con thương thầy." Nghĩa là chỉ dừng lại ở tình thương trong mối tương quan của bè bạn mà thôi. Bởi chính ông đã kinh nghiệm về sự đau buồn, về sự bất trung, vì đã từng chối thầy mình trước đó. Cho nên câu trả lời của Phêrô là: "Con yêu thương thầy." Nhưng tình thương ấy vẫn ở trong sự hạn hẹp và trong sự yếu đuối của chính bản thân của Phêrô. Tiếp đến câu hỏi lần thứ hai Chúa Giêsu dành cho Phêrô, thì Phêrô vẫn trả lời: "Con thương thầy" bằng tình yêu nghèo nàn của chính bản thân của Phêrô. Lần thứ ba Chúa Giêsu hỏi trực tiếp Phêrô: "Anh có yêu mến thầy không?" Phêrô buồn vì thầy mình hỏi đến lần thứ ba, nên ông trả lời: "Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con thương thầy." Câu trả lời thứ ba của Phêrô cho thấy rằng đứng trước quyền năng và sự hiện diện của Thiên Chúa trong ánh sáng của Chúa Giêsu phục sinh, ông không che đậy điều gì trước mặt Thiên Chúa. Bởi sự hiện diện của Thiên Chúa trong ánh sáng của Chúa Giêsu phục sinh, Ngài là đứng chân thật, Ngài là đứng quyền năng, và tất cả những ai được ở trong quyền năng của Thiên Chúa thì sẽ được bình an và sẽ đón nhận được sự tha thứ. Và Phêrô đã cảm nghiệm được sự quyền năng và vinh quang ấy, nên ông đã cảm nghiệm được sự thứ tha trong sự quyền năng của Thiên Chúa, trong ánh sáng của Chúa Giêsu phục sinh. Cho nên từ nay Phêrô không còn sống cho chính mình nữa, nhưng sống cho Thiên Chúa. Sau ba câu trả lời của Phêrô, Chúa Giêsu đã trao phó nhiệm vụ chăm sóc đoàn chiên của mình cho Phêrô. Anh chị em thân mến,
Ba câu hỏi của Chúa Giêsu dành cho Phêrô trong bài tin mừng hôm nay cũng chính là ba câu hỏi Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Và ắt hẳn ba câu trả lời của Phêrô cũng là câu hỏi trả lời của chính mỗi người chúng ta trong lòng tin. Đồng thời sứ mạng mà Chúa Giêsu trao phó cho Phêrô cũng chính là sứ mạng mà Thiên Chúa trao phó cho mỗi người chúng ta, là hãy chu toàn bổn phận và hãy tiếp tục chuyển giao kinh nghiệm về tình thương và lòng xót thương của Thiên Chúa đến cho toàn thể nhân loại này. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho chúng con luôn cảm nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa. Xin cho chúng con luôn lắng nghe và thực hành lời của Chúa. Và xin cho chúng con được sự bình an, sự khôn ngoan để chúng con chu toàn bổn phận và trách nhiệm mà Thiên Chúa giao phó cho mỗi người chúng con, là tiếp tục chăm sóc đoàn chiên của Chúa đi về bến bờ yêu thương. Amen.